YouTuber Điền Võ được mời làm việc, những người trong gia đình cũng được triệu tập. Liên quan đến vụ đánh nhau, đập phá xe ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, công an đã mời làm việc với một số YouTuber liên quan và những người trong gia đình Võ Minh Điền. Ngày 20 tháng 2, công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang lập hồ sơ điều tra vụ nhóm người xô xát, đánh nhau và đập phá một xe ô tô trên địa bàn. Ngoài YouTuber Võ Minh Điền và một người tên N được mời làm việc, những người ở trong nhà của Điền cũng bị triệu tập lấy lời khai nhằm làm rõ vụ việc. Thông tin từ người dân mâu thuẫn trên xuất phát từ việc nhóm YouTuber ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng, trong đó có một YouTuber tên là Võ Minh Điền, tức Điền Võ và YouTuber tên KN. Xuất phát từ video clip của Điền Võ, nói rằng khi bà Nguyễn Phương Hằng về mà nghe lời của các YouTuber khác, không tìm hiểu rõ câu chuyện thì Điền Võ sẽ kêu gọi fan chống lại mà Hằng. Sau đó nhóm YouTuber KN lên tiếng phản đối, bóc phốt nhóm Điền Võ. Cao trào cả hai bên vu cho nhau là lương. Ngày 17 tháng 2, Chồng của YouTuber KN từ Nha Trang bay vào thành phố Hồ Chí Minh để nói chuyện với Điền Võ tại nhà hẻm 257 đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa, B quận Bình Tân. Đồng thời nhóm YouTuber KN có nhờ một người tên là S Mặt Quỷ, cũng ở Nha Trang bay vào để giảng hòa cho hai nhóm. Vào khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, YouTuber Điền Võ ngồi đợi nhóm S Mặt Quỷ vào và ra điều kiện chỉ gặp một mình S Mặt Quỷ, không tiếp những người đi chung. S Mặt Quỷ không vào, hẹn lại cùng nhau ra quán Sài Gòn xưa nói chuyện. Tại quán Sài Gòn xưa, Điền Võ dẫn theo nhiều người phụ nữ, Điền vừa livestream vừa uống bia. Nhóm S mặt quỷ thấy phụ nữ đông quá nên không vào. Điền Võ bực tức chửi thề, thách thức hẹn đến nhà, chuẩn bị hung khí đòi tính sổ luôn cả người giảng hòa là S mặt quỷ. Khoảng 21 giờ cùng ngày, nhóm S mặt quỷ và một số người khác đi trên 3 chiếc ô tô tới nhà Võ Minh Điền để gặp nói chuyện. Lúc này, anh NTT 40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh cũng được 3 khách nam thuê chạy xe ô tô chở tới địa điểm trên. Khi xe tới số 257 Bình Thành, ba khách nam xuống xe thì bị một số người xông tới tấn công. Các khách lên xe đóng cửa và yêu cầu anh T chạy đi thì nhóm người mang theo hung khí đập phá ô tô. Ban đầu, hai người bao gồm cả tài xế được xác định bị thương, trong đó, một người được đưa vào bệnh viện 175 cấp cứu. Anh T cũng lên trình báo với công an phường Bình Hưng Hòa B. Ngay trong đêm, công an quận Bình Tân đã phối hợp với công an phường Bình Hưng Hòa B đã có mặt ở hiện trường, khám nghiệm, lấy lời khai Công an trích xuất hình ảnh các camera an ninh ở hiện trường, thu giữ một số đoạn clip với nội dung một nhóm người xô xát, đánh nhau, đập phá xe. Ngay trong đêm, công an cũng mời làm việc với YouTuber Võ Minh Điền và những người liên quan khác để lập hồ sơ, làm rõ. Sáng hôm sau, tức ngày 18 tháng 2, Võ Minh Điền tiếp tục được mời làm việc sau đó ra về. Ngày 19 tháng 2, Võ Minh Điền tiếp tục được công an quận Bình Tân triệu tập làm việc cùng với người tên Nờ sang ngày hôm nay, tức ngày 20 tháng 2 vẫn chưa được về. Những người cư ngụ trong căn nhà 257 đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân cũng được triệu tập để lấy lời khai. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, truy xét